Thứ gì vậy? Đâu mất tiêu rồi anh em ơi. Này mấy anh cảnh sát có chuyện gì? Oh, what the... Chắc chắn là vừa mới vào xem, anh em đã thấy được cái độ ngầu lòi của tôi ngày hôm nay rồi đúng không? Một bộ quần áo cứ phải gọi là chất chơi người rơi. Đây nha, đầu tiên là tôi có một quả mũ lưỡi chai trông cũng khá là màu sắc này. Một cái quả áo trông cũng khá là gu xì này. Một cái quả găng tay. Và một cái dáng đứng trông hơi giống ăn trộm một tí. Thì nói chung cái lý do mà ngày hôm nay tôi phải ăn mặc đẹp như thế này là bởi vì tôi đang có mặt ở một thành phố cực kỳ đặc biệt. Đó chính là thành phố Pokemon. Và tại sao mà thành phố này nó đặc biệt á? Bởi vì anh em nhìn phía xa kia kìa. Đó thấy chưa? Có cái con sinh vật gì nó đang đi dạo kia kìa. Đó chính là Pokemon đấy. Thực sự thì tôi cũng chỉ vừa mới làm quen với cái thành phố này một lúc thôi. Và tôi thấy là ở xung quanh đây có nhiều thứ nó kỳ lạ lắm anh em ạ. Chẳng hạn như là đang có một ông anh gì đó đang dắt một con cáo chín đuôi đi dạo kia kìa. What? Đúng là mọi thứ xung quanh bây giờ nó ảo thật anh em ơi. Chắc là tôi cũng phải chuẩn bị lên đường để đi săn bắt Pokemon đây. Chứ không thể để bản thân bị lạc hậu như thế này được, anh em hiểu không? Giới thiệu với mọi người, thì đây là con xe của tôi. Cũng vừa mới ăn trộm được thôi, không có gì đâu. Tất nhiên là chúng ta vẫn phải có một phương tiện để đi lại rồi. Chứ chẳng nhẽ chạy bộ đi bắt Pokemon à, đúng không? Thế nên là anh em cũng phải thông cảm cho tôi. Ngày hôm nay tôi làm thợ săn Pokemon, chứ không phải là vận động viên chạy bộ, nhé. Ui, mà anh em nhìn kìa. Có cái con gì đỏ đỏ bé bé ở ngay trước mặt tôi kìa. Giống như kiểu là một con rồng ý nhỉ. Cú tay thật. Nói chung là ở trong thành phố này bây giờ nó có rất là nhiều thể loại Pokemon. Từ hệ này cho tới hệ kia là có hết. Và bọn nó chạy long nhong ở ngoài đường như nhà mình vậy. Và để săn được bọn Pokemon đó thì chúng ta phải có được những cái quả bóng bắt Pokemon này anh em ạ. Đây đây đây. Anh em thấy cái xanh xanh nhấp nháy ở ngay trước mặt tôi chưa? Đây chính là nơi để chúng ta đi lấy bóng bắt Pokemon này. Từ từ nha. Ui. Đằng kia có Pikachu kìa. Trông cú tê thực sự. Rồi có vẻ như xung quanh đây không có bảo vệ anh em ơi. Vào lấy bóng luôn. Không biết là nó sẽ cho chúng ta bao nhiêu quả bóng đây. Ui, được hẳn 3 quả nha mọi người. Ngon. Và mỗi quả chúng ta sẽ bắt được một con Pokemon. Cứ khi nào hết chúng ta lại phải đi thu thập thêm. Đó là cách chơi của cái thế giới này. Nào nào lại đây Pikachu. Ấy ra. Ném trượt mất luôn một quả bóng rồi. Phải thật. Ném hơi khó tí anh em ơi. Lại gần cho nó chắc đi. Nào. Rồi. Và chúng ta đã bắt được con Pokemon đầu tiên. Không ngờ đó lại là Pikachu luôn chứ. Ngon rồi, ngon rồi. Té khỏi đây thôi trước khi có ai đó phát hiện ra. Sau một pha ném trượt và một pha bắt được Pokemon vừa rồi thì chúng ta còn lại một quả bóng thôi anh em ạ. Mọi người có thể nhìn thấy bên góc trên tay phải màn hình. Mỗi quả bóng chúng ta chỉ bắt được một con thôi. Và cái việc đi tìm thêm bóng cũng rất là khó khăn. Thế nên là chúng ta sẽ phải sử dụng thật là cẩn thận. Đây rồi, Pikachu đây rồi. Con thú cưng mới đầu tiên của tôi. Trông đáng yêu chưa? Anh em thấy sao? Ui, thử ngồi lên xe xem nào cu. Lên đây, lên đây. Rộng rãi thoáng mát lắm. Ui, biết mở cả cửa xe luôn cơ mà. Thậm chí là vừa trèo lên phát nằm ảnh ra luôn như nhà mình rất bố đời luôn. Vãi cả trường thật. Ở kìa. Cái gì đây? Thằng nào đây? Ở kìa. Thằng này nó đang đánh tôi vì tội đỗ xe trước cửa nhà nó anh em ạ. Này 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 này. Đừng có bố láo nha cu. Không thấy con Pokemon đang đứng ngay trước mặt kìa. Thế thì cho nó hiểu đi Pikachu. Đúng rồi. Quánh nó đi. Mày. Làm sao? Nhờ đã. Hai đánh một. Không chột cũng què. Không chột cũng què. Rồi đó. Tôi có hơi quá tay không ta. Thôi thôi Pikachu ơi. Tha cho nó đi. Nó ngất ra rồi kia kìa. Hình như cái thằng kia nó vừa bị Pikachu của tôi nó giật điện thì phải anh em ơi. Tôi chết rồi. Thôi thôi thôi. Té. Té đi té đi. Vớ vẩn, cái thằng đấy nó bị làm sao là bọn tôi bị truy nã luôn ý chứ không đùa đâu. Tôi đang muốn sống yên ổn mà. 2 hours later. Hay ra, đằng kia có con mèo gì kìa. Trông khá là cute đấy chứ Pikachu. Tôi còn một quả bóng các bạn ơi, tôi sẽ bắt nó luôn. Mèo với chúng tôi à. Ơ kìa. Ôi sao không bắt được, ôi cái gì đây. Ôi, what the hell. Con mèo này có súng các bạn ơi. Hình như là quả bóng của tôi vừa bị lỗi hay sao ấy. Ném trúng rồi mà không bắt được. Hay là tôi ném trượt ta. Trời ạ. Bắn đau thế không biết. Có thể là cái con mèo đó đã có người bắt từ trước rồi. Thế nên là tôi mới không bắt được.
Tự nhiên mất thêm một quả bóng ạ. Bây giờ lại còn đang hết cả bóng rồi đây này. Để tôi lục xung quanh xem sao. Này này, không phải lúc ngủ đâu cái con này. Đang đi kiếm thêm bóng với Pokemon, ngủ lúc này là sao? À đây, nhặt được thêm một quả rồi này. Ngon ngon ngon. Tự nhiên nhặt thêm được một quả ở chỗ khu tập gym ạ. Ok, cất nó đi cho nó an toàn. Ném vớ vẩn lại mất thì mệt lắm. Bây giờ tôi phải đi tìm thêm một con gì đó để bắt. Rồi luôn, cảnh sát phát hiện ra rồi. Tôi vừa trộm bóng Pokemon ở nơi công cộng anh em ơi. Thôi sao rồi. Hai em ơi, anh cảnh sát ơi, em hứa lần này là lần cuối, lần sau em sẽ tự đi mua bóng, được chưa? Ây da, mấy ông cảnh sát này gọi cả Pokemon ra rồi. Trời đất ơi, anh em thấy chưa? Cảnh sát trong thành phố của tôi cũng có Pokemon riêng anh em ạ. Đúng là cái thành phố này ảo thật. Sau cái pha rượt đuổi của cảnh sát vừa nãy thì cái xe hơi của tôi nó nát bét rồi anh em ạ. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ đổi sang một chiếc xe máy nha mọi người. Đây, giới thiệu với anh em, đây là con xe máy của tôi. Và tôi cũng vừa mới sơn màu cho nó xong. Một quả xe có hẳn logo của Pokemon luôn anh em nha. Cho nó uy tín. Bởi vì tôi là thợ săn Pokemon mà. Đúng không hả Pikachu? Úi giời ơi, trông ngồi kìa. Ok, đi nào. Phải tiếp tục cái cuộc hành trình đi săn bắt anh em ơi. Hiện tại là tôi đang còn thừa một quả bóng này. Từ nãy giờ chả bắt được cái gì cả. Toàn lòng va lòng vòng thôi. Gặp nhiều những cái biến cố thật. Hy vọng là bây giờ tôi sẽ tìm được một con Pokemon nào đó uy tín một chút. Hello chị gái. Chị gái đang đi đâu chơi thế nhỉ? Đi dạo à? À, chị gái có nuôi cả cún con à? Ở kìa, sao chạy thế? Em chỉ định khoe con Pokemon của em thôi mà. Bà chị kia chả hiểu kiểu gì, nhìn thấy Pikachu của tôi xong sợ chứ. Rõ ràng đáng yêu thế này mà sợ à? Uầy, mà từ từ nha. Trên này có hai con Pokemon đang đánh nhau này. Uầy uầy, tỷ thí à? Boxing à? Lại đây xem này Pikachu ơi. Kìa kìa, nhìn kìa, có hai cái thằng gì đó đánh nhau kìa. Úi rồi, trận đấu đang rất căng thẳng các bạn ơi. Được rồi, bây giờ tôi còn một quả bóng bắt thôi. Bây giờ con nào đánh nhau chiến thắng là tôi sẽ thu phục nó luôn. Hợp lý đấy. Úi rồi, luôn đấm nhau rơi xuống dưới chứ. Nào, ai sẽ là người chiến thắng đây? Ui rồi, một cú đấm thủng bụng anh em ơi. Lại còn đá thêm nữa, thằng này gấu thật. Thôi thôi cu ơi, vào bóng của anh mày đi chứ còn cái gì. Lại đây lại đây. Đó, thế là chúng ta đã thu phục được thêm một con anh em ơi. Lên xe nào. Ui, nhưng mà không đủ chỗ rồi. Xe này có hai người thôi. Từ từ, đằng phía xa kia có cái xe ô tô kìa. Chạy ra đó đi. Mượn tạm tí xe này vậy. Rồi lên đây lên đây. Nhanh nào con Pikachu kia. Đi ăn cướp mà sao lại chiêu thế. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi tìm kiếm thêm bóng bắt Pokemon nha. Bởi vì tôi lại hết bóng rồi. Đấy ra, mưa to thế nhở. Đây đây, phía bên này có bóng các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Ui, lụm được thêm 3 quả. Ngon rồi đấy. Nhặt được thêm tận 3 quả bóng thì tôi sẽ bắt được thêm 3 con nữa. Nhưng mà hiện tại thì trời đang mưa gió khá là to. Và ở ngoài đường có rất là ít Pokemon. Thế nên trước khi đi săn bắt thêm thì tôi nghĩ là tôi sẽ đi mua súng trước. Để tôi thử huấn luyện cho con Pokemon mới của tôi cầm súng xem sao. Đấy rồi, đến nơi rồi. Chào anh Giai. Em hôm nay tới đây là để mua tí súng. Để cho mấy cái con Pokemon của em nó tập bắn thử ấy mà. Anh xem có cho em được cái loại nào mà nó dễ cầm, sấy nó dễ một chút nha. Chứ nếu không bọn nó cầm bọn nó sấy luôn cả em thì hơi dở đấy anh ạ. Được rồi, bọn kia để yên xem nào. Sao lại chui vào trong đấy. Đi ra ngoài để mua bán cái xem nào. Ok, bọn tôi vừa mua sắm các thứ xong các bạn ơi. Có vẻ như trời sắp tạnh mưa để chúng ta có thể tiếp tục đi săn Pokemon rồi này. Ôi, có con gì đây? Này, 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 làm cái gì đây cu? Tấn công nó đi. Cái gì vậy trời? Cái thằng bốn tay này là ai mà bố láo nhỉ? Nó không biết tôi là ai hay sao ấy. Nhưng mà đang ngồi trong xe ra lôi cổ tôi ra như thật. Xử nó đi. Cái game nó dậy. Cẩn thận nó dậy nha. Chú pha vừa rồi nó lao vào trong kinh thật. Bắn nó đi, bắn nó đi. Ủa ôi, máy mà tôi đã sắm sửa cho cái con kia của tôi một khẩu súng rồi. Không biết con này là thể loại gì mà trâu thế nhở. Bắn cho như thế mà vẫn đứng dậy được cơ chứ. Cũng nghĩa là cũng ghê đấy.
Liệu tôi có nên bắt cái con này luôn không ta? Có vẻ nó khá là trâu bò anh em ơi. Rất là thích hợp trong đội hình của tôi đây. Rồi luôn rồi luôn. Vãi cả dí xuống thẳng vào mồm luôn ạ. Cục xúc thực sự. Tôi né ra để bắt cái nào. Đấy rồi. Thế là tôi đã sở hữu thêm được một con Pokemon mới anh em ơi. Vậy là giờ tôi có 3 con rồi nha. Ấy dạ ấy dạ. Con rồng lửa tôi gặp lúc ban đầu kìa. Chạy đầu cu. Lại đây nào. Bây giờ tôi chỉ còn một quả bóng thôi anh em ơi. Nào 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 nào. Trúng không? Ui dồi ôi trúng luôn. Hết bóng rồi anh em ơi. Lúc nãy có 3 quả. Thu phục xong con 4 tay là còn 2 quả. Ủa mà sao thu phục xong con này còn là hết luôn là sao ta? Hình như tôi bị thất lạc một quả bóng ở đâu thì phải. Thôi kệ đi. Chúng ta đã sở hữu thêm được một con Pokemon. Đó chính là một con rồng hệ lửa. Và mấy cái bọn này nó có vẻ khá là chiến. Đi đâu gặp ai cũng đánh nhau thế này. Trời ơi. Ui. Con rồng lửa của tôi thậm chí nó còn tiến hóa luôn rồi này. Hay thế nhở. Kích cỡ của nó cũng đã to lên rất nhiều. Trời đất. Đi trên phố trông rất là ngông cuồng luôn anh em ạ. Ok. Bây giờ tôi sẽ đưa bọn nó về nhà. Và trong lúc cho bọn Pokemon đó nghỉ ngơi ở nhà thì tôi sẽ đi sơn màu lại cái chiếc xe ô tô của tôi. Đây. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi sơn lên nó một cái màu gì đó giống kiểu như là hình của Pikachu hoặc là hình Pokemon gì đó anh em nhé. Cho nó cute. Ok đi nào. Nó sẽ là một cái con xe rất là đẹp. Nói chung thì tôi cũng dự định là độ con xe này để cho nó sang xịn mịn một chút, cho nó tử tế. Chứ suốt ngày đi lấy xe ngoài đường nhiều nó cũng hơi kỳ. Ui. Ui, cái gì đây? Cái gì đỏ đỏ thế nhỉ? Ở trên này như có cái gì. Vừa có một cái tia sét đỏ à? Hay ánh laser gì đó. Ui, cái gì nổ vậy? Sao lại có đám cháy ở bên kia ta? Này mọi người, chuyện gì vậy? Ồ, con gì kia? Tôi vừa thấy một con gì đó bay ngang qua. Thứ gì vậy? Đâu mất tiêu rồi anh em ơi. Này mấy anh cảnh sát có chuyện gì? Ôi what the. Ôi ôi. Đây chính là Mewtwo. Một con Pokemon thực sự cực kỳ mạnh. Thôi sao ôi. No no no, tôi không mang bóng bắt Pokemon. Ôi. Ây da. Không sao không sao không sao. Cho mượn cái xe anh bạn ơi. Tôi phải về nhà tôi lấy bóng bắt Pokemon để thu phục cái con đó. Ôi dồi ôi. Nó chính là một con Pokemon huyền thoại anh em ạ. Nó có thể bay được kia kìa. Nào 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 đừng nhắm tới tao chứ. Ôi dồi ôi. Ai làm gì mày đâu cu. Thế rồi nhặt được thêm chiếc xe nữa. Nhưng mà không ổn rồi. Phải bỏ cháu về nhà anh em ơi. Ôi dồi. Hình như nó biết được cái ý định của tôi thì phải. Ôi dồi ôi. Sao tự nhiên cái thứ này xuất hiện trong thành phố nhỉ? Tất cả những Pokemon trong thành phố nó đều rất là hiền và rất là giúp ích cho con người. Nhưng mà thứ này thì không anh em ơi. Tôi phải mau chóng về nhà và lấy quả bóng Pokemon để trừ khử nó thôi. Hay ra nào. Ui dồi. Tôi xong rồi anh em ơi, nó ngắm tới tôi rồi. Ui rốp xe hỏng rồi, không đi được. Anh ơi, ai à. Ui trời đất. Đi đấm thằng khác đi mày. Ừ, xong rồi. Quả này tôi phải mau chóng nhảy lên một cái chiếc xe nào khác thôi. Tình hình không ổn đâu. Đó thực sự là một con Pokemon huyền thoại anh em ơi. Một con Pokemon rất là ác độc trong thành phố này. Để bắt được nó thì sẽ không hề đơn giản chút nào. Rồi anh ơi. Đấy, nãy giờ nó cứ đấm mình tôi là sao? Bỏ tao về nhà đi cu. Từ từ. Để tôi thử dùng súng xem là có tiêu diệt được nó không nha. Chắc là không rồi. Có lẽ là để bắt được cái thứ sinh vật này, chúng ta sẽ cần phải sử dụng rất nhiều những cái phương pháp và phải sắp đặt một cái kế hoạch. Và chắc là tôi phải để vào video lần sau thôi anh em ơi. Ở trong tập 2 thì tôi sẽ cố gắng thu phục thêm nhiều con Pokemon khác. Và tôi sẽ làm một cái cuộc đại náo trong thành phố cực kỳ hay. Và chắc chắn anh em sẽ không thể biết được đâu. Và tôi cũng sẽ đi săn cả Mewtwo nữa. Nếu mọi người muốn xem, đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Kéo xuống bấm ngay vào cái nút like của video này và để lại một đăng ký kênh.
Chúng ta sắp đạt được cột mốc 900.000 người đăng ký rồi anh em ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào tập 2.